chị bên đây có hào hứng cho phần trình diễn tuyệt vời được không ạ? Dạ vâng, như vậy thì không biết là các anh chị ở khu vực bên này sẽ cảm thấy như thế nào. Xin mời Diamond, Lâm Hưng, Diệt Lệ. Rớt tim anh chị ơi. Có ai có cảm nhận giống như Hưng không ạ? Muốn rớt cái tim ra luôn, đặc biệt là cái bước cuối cùng mà khi Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lùi ra. Và tí nữa là coi như là muốn rớt tim ra luôn. Không biết các anh có phải đó là cái màn diễn hay không, nhưng mà thật sự lúc đó rất là rớt tim. Và thật sự Hưng thấy là để có một phút tỏa sáng trên sân khấu thì thật sự là đằng sau họ phải nỗ lực rất là nhiều. Và Hưng biết là Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp cũng là người Việt gốc Hoa, và Hưng rất là tự hào mình cũng là người Việt gốc Hoa. Có một câu nói là gì? Thời sườn dách văn chung, thời hà sập liền cung. Giống như quá trình mình làm Amway như vậy, mỗi một ngày chúng ta đi làm 3F, chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta đổ nước mắt, nhưng chúng ta để có một ngày đứng trên sân khấu vinh quang này, đó là điều rất xứng đáng, có đúng hay không anh chị? Và đặc biệt trong màn trình diễn vừa rồi, Hưng học hỏi được, đúc kết được rất nhiều. Và Hưng thấy là gì? Ở đó có những cái điểm mà Hưng học hỏi được. Đầu tiên á, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Anh chị thấy cái người em ở trên là tin tưởng tuyệt đối vào người anh, đúng không ạ? Giao cả sinh mệnh, giao cả mọi thứ vào người anh. Và tin tưởng tuyệt đối đó là một điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai đó là sự phối hợp nhịp nhàng. Và Hưng thấy rằng là gì? Trong kinh doanh Amway của chúng ta cũng như vậy. Ngoài tin tưởng, chúng ta còn phải phối hợp nhịp nhàng. Thì ở trên, ở dưới phối hợp nhịp nhàng thì chúng ta mới có thể đạt được những thành tựu lớn hơn. Và thật sự có rất nhiều bài học do cái điều kiện hôm nay thì Hưng không thể chia sẻ được rất là nhiều. Và Hưng rất là cảm ơn Amway và cực kỳ tự hào ở người Việt Nam của chúng ta có những người mang lá cờ Việt Nam, mang thương hiệu Việt Nam, mang sứ mệnh của Việt Nam lan tỏa thế giới như Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp. Và Hưng tin chắc rằng Amway Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có những FC và những FAA rất lớn trong tương lai. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng như những chia sẻ vô cùng tuyệt vời vừa rồi của Diamond, Lâm Hưng, Diệt Lệ, được không ạ? Dạ vâng, Huỳnh Lan ơi, nghe những lời chia sẻ vừa rồi của hai Diamond, chắc hẳn rằng Lan cũng như tất cả các anh chị ở đây, mình đang rất nóng lòng để chúng ta gặp gỡ hai nghệ sĩ của chúng ta buổi tối ngày hôm nay, đúng rồi phải không ạ? Đúng rồi chị ơi, rất là mong chờ giao lưu với hai nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Không biết là hai anh đã sẵn sàng? Các anh chị nào đã sẵn sàng rồi thì có thể cho một tràng vỗ tay thật lớn cho sự xuất hiện của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, được không ạ? Dạ vâng, ngay bây giờ một tràng vỗ tay thật lớn chào đón trở lại sân khấu nghệ sĩ ưu tú kiêm kỷ lục gia Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Và tay lớn hơn nữa cho hai nghệ sĩ rất tuyệt vời của chúng ta, được không ạ? Dạ rồi, dạ vâng. Chắc chắn là không chỉ các anh chị ở dưới mà em nữa. Nhìn hai anh diễn mà tim em đập. Vâng, thì không biết cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ? Lời nói đầu tiên cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp, xin chào tất cả các quý vị đang có mặt ở trong chương trình này hôm nay ạ. Thật sự thì Quốc Cơ Quốc Nghiệp ở đây, và một năm trước em nhớ em nói anh Triều là em rất là mong muốn được trình diễn cái trên sân khấu này, và hôm nay đã trở thành hiện thực. Và một lần nữa Quốc Cơ Quốc Nghiệp xin chào tất cả các khán giả ở đây, tất cả các nhà phân phối cũng như là tất cả mọi người đang xem chương trình livestream trên fanpage của Amway. Lời chào trân trọng nhất ạ. Và hôm nay Quốc Cơ Quốc Nghiệp rất là vinh dự khi mà biểu diễn ở chương trình này để chúc mừng cho anh chị Phương và anh Bác có một cái chương trình rất là tuyệt vời ở chỗ đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Anh Quốc Cơ và anh Quốc Nghiệp ơi, thì Lan được biết rằng là hai anh rất là tin dùng thương hiệu Nutrilite, cũng đã sử dụng một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi. Thì không biết là hai anh cảm nhận như thế nào về thương hiệu Nutrilite ạ? Thật sự thì Cơ và Nghiệp cũng đã sử dụng cái sản phẩm của Nutrilite rồi. Cái việc chất lượng là Cơ và Nghiệp không cần phải bàn rồi. Mọi người biết là không phải mà tự nhiên mà Nutrilite là một nhãn hàng bán chạy số 1 thế giới trong nhiều năm liền. Bởi vì
Mọi người cũng biết là sản phẩm của Nutrilite luôn luôn được tìm được những nguồn gốc dinh dưỡng hoàn toàn tự nhiên và nguồn gốc rất là rõ ràng. Chính vì vậy sẽ được rất là nhiều người tin dùng trên khắp cả nước và trên cả thế giới. Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, còn anh Cơ thì sao? Anh có trải nghiệm như thế nào với thương hiệu Nutrilite và những sản phẩm? Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cảm thấy rất là tự hào và vinh dự bởi vì trong suốt những năm qua thì Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vẫn luôn tin dùng nhãn hàng cùng với tất cả các sản phẩm của Nutrilite và đặc biệt là cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp có được một sức khỏe rất là tốt. Như mọi người hôm nay xem biểu diễn, mọi người có thích không ạ? Và Quốc Nghiệp nghĩ rằng là một phần công rất lớn từ Amway và Nutrilite Việt Nam. Chàng tới tay lớn hơn nữa cho sự kết hợp giữa Quốc Cơ Quốc Nghiệp và thương hiệu sản phẩm mà tất cả chúng ta đang tin dùng, được không ạ? Dạ vâng. Sau những thành công rất là vang dội vừa rồi thì không biết hai anh có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới của mình đến tất cả các vị khán giả của anh cũng như là nhà phân phối và quý khách hàng Amway hiện tại, được không ạ? Thật sự thì sắp tới thì Cơ sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Và tiếp theo đó thì Cơ và Nghiệp sẽ tập trung những cái dự án sắp tới của Cơ và Nghiệp. Và đặc biệt là chúng tôi mong muốn mà lan tỏa những cái thông điệp mang cái hình ảnh Việt Nam này để cho tất cả thế giới có thể nhìn thấy được hình ảnh con người Việt Nam của chúng ta là như thế nào. Cảm ơn phần chia sẻ của anh ạ.